Xin chào các bạn, hôm nay mình cùng tô bức tranh này nhé. Đầu tiên mình sẽ tô nơ màu đỏ. Nơ bên trong mình sẽ tô màu hồng nhạt. Mình sẽ tô màu hồng này. Giữa mình sẽ tô màu vàng. Phần người mình, tai mình sẽ tô màu hồng này. Đuôi mình sẽ tô màu hồng này. Phần thân mình sẽ tô màu da. Cánh mình sẽ tô màu xanh đậm. Vậy là mình đã tô xong rồi, hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo nhé.